Rồi chào anh em nha. Hôm nay giờ ít xe rùa 500 kg nè anh em. Đó, anh em nào bữa giờ quan tâm thì liên hệ nha. À, con này 500 kg, à, bên tay nha. Con này không có bên đâu nha anh em. Con này bên cơm á, bên cơm nhưng mà đời rất là mới, đời rất là hợi ha. Máy 182 Mitsu 6 ngựa. Con này thì rửa ra như mới anh em, mới đó. À, mới chạy vô trong kia hai con nữa kìa, trong kia. Mấy con 500 kg này. Đó, anh em nào bữa giờ quan tâm thì liên hệ nha. Hôm nay em về được con bên thang đổ hai chiều nè anh em. Đó, bên nâng thang lên rồi đổ ra hai bên 2 ti luôn ha. Con này mới xuất sắc luôn em. Con này rất là mới, con này 700 kg ha. Con này dùng cho những anh em đổ móng nhà nè. À, bên Nhật á, là nó dùng những con này nè. À, có nghĩa là nó bên lên 1,5 m nha anh em nha. Bên cao lên 1,5 m. Rồi chẳng hạn như cái móng nhà mình á, xong mình đổ đất á, đổ đá gì đó thì mình bỏ lên đây nè, xong chạy tới xong mình bên nó cao bằng cái móng. Đó, xong mình lật nó đổ vô đó, là cái thới nó là Nhật nó thiết kế ra con này là để đổ móng nhà nên em đó. Bên Nhật thì mỗi thứ là nó làm riêng một công việc, nó không có ù nhau làm chung như một con làm nhiều chức năng như Việt Nam. Ở Việt Nam mình thì một con là làm 5-7 chức năng, còn bên Nhật là một con làm chỉ một công việc thôi đó, nó là như vậy. Con này xích rất đẹp ha, xích như mới, dàn chân rất đẹp luôn. Con này rửa ra là xuất sắc luôn nha anh em. Đó, con này máy nó là 7,5 ngựa ha, máy có đề vừa giật luôn, máy xăng số này 2 tiếng 2 lùi. Con này mới lắm nè mọi, con này quá mới luôn. Trời, một con bên thang mà mới như thế này cũng rất là hiếm nha anh em, tại vì những cái dòng này bên đó nó chở bê tông về nó xấu lắm nè. Con này hầu như là không bao giờ đẹp được thật sự luôn, em nói anh chị 100 con là xấu hết 99 con dòng này nè, không bao giờ đẹp được ha. Hầu như là về chân cẳng thùng bọng nát bấy, nói chung là ít có đẹp lắm. Nói chung là nó sơn cổ rồi nó ít có đẹp lắm. Con này quá đẹp luôn. Đó. Bên thang lên đổ ra ha. Đó anh em nào cần thì liên hệ thôi. Con này quá đẹp luôn. Rồi hôm nay lên phế liệu nè anh em. Đó, có nhiều anh em đăng ký kênh em canh canh em quay lên những cái món phế liệu, anh em vô bình luận vui lắm. À, phế liệu bán giá trên trời. Rồi phế liệu để xài đi mà những em nó không biết đâu. Nói chung là em đăng lên là anh mấy anh em mà chơi phế liệu lại bán nhanh lắm nha anh em nha. Đó, phế liệu bán lại nhanh hơn là những cái đồ nó đẹp đó. Bữa đăng lên mấy cái cục máy vậy, có mấy anh em vô kêu bán giá trên trời rồi nhưng mà bán hết rồi nha anh em. Giờ anh em mua cũng không có nữa để bán nữa. Đây. Con này thì ba cầu 6 bánh nhưng mà bánh hư hết rồi. Con này 6 cái vỏ còn như vứt nha. Bán chỉ bán cái sườn rồi cho anh em 6 cái mâm thôi. Đó, về anh em độ chới nha. Nó đã gọi là độ chới là không cần xấu đẹp, chỉ cần đúng công việc, đúng công dụng là xài là mua. Đó, không cần xấu đẹp ha. Tại vì đã độ mà mua đẹp á thì nó giá nó mắc, mình về mình độ không được. Còn độ mà nó xấu thì mình mua về mình độ thì nó giá thành nó thấp lại thì mình tốn, mình bỏ thêm ít công mình làm thì nó lợi ha. Gọi là ít nước lợi nhà. Con này là con ba cầu 6 bánh nha anh em, máy nó máy nằm đằng trước ha. Con này đang chạy máy Mitsu. Con này sơi 55. Sơi 55 nha anh em. Con này Mitsu sơi 55 hai máy. Đó, cái cây chuyển hướng nó còn đỡ nguyên rồi ha. Nhưng mà về đồ tháo dục hết rồi. Nói chung tháo dục hết rồi cho nó trụi ha, cho nó gọn. Đó. Máy con này là anh em nào mua máy thì đổi máy luôn ha. Còn anh em nào không thích thì bỏ xuống. Đây, bô ly nè. Máy nó còn lăn ngon lành nha anh em nha. Đó, máy còn lăn ngon lành. Đây, bô ly nè. Ha. Ừ. Gắn hai dây rô vô đây là chạy thôi. Đó, ok chưa? Ừ. Quá là ok ha. Thắng này thắng đĩa luôn nha anh em nha. Đó, thắng hai bên hai thắng đĩa. Hộp số nằm trên giữa. Đó, về anh em nói chung mà nhìn vô độ chới được cái gì thì mua nha. Đó. Anh em nào mua về độ chới được cái gì thì độ. Bánh thì bánh này thì hư hết rồi, nhưng mà mua về mình độ chới thì mình thay bánh những cái bánh đời mới. Những bánh mà hiện tại mà thị trường nó bán nhiều thì mình mua về mình độ vô. Sau này mình có hư mình thay nó cũng dễ ha. Cái sườn, cái khung sườn này còn khá là đẹp ha. Nó không có bị mục nát lắm đâu nha anh em. Hầu như là không bị khu này không bị gì luôn nè, còn nguyên si luôn. Đó, khu này còn rất đẹp nè. Chỉ có cái miếng ở đây là nó mắc cái sườn đó, là nó một cái miếng này thôi anh em. Đó, giờ thay lại cái miếng này thôi ha. Đó là ok thôi. Hộp số thắng đĩa rồi bài bản hết. Đó, không? Máy rồi đầy đủ luôn. Đó, anh em nào lấy cả bộ về luôn thì em để cho anh em là cả máy luôn. Nếu mà anh em nào lấy cái sườn ba cầu không thì bán cho anh em 8,5 triệu nha. 8,5 triệu. Đó, còn anh em lấy nguyên cục máy luôn bán hết cho anh em luôn 12 triệu. Đó, 12 triệu ha. Đó, mua về độ chới nha anh em nha, ba cầu. Ừ. Dành cho những anh em độ chới, biết độ chới.
Còn những anh em nào muốn mua hàng đẹp thì kiếm hàng đẹp coi. À, anh em nào mà muốn thích hàng đẹp thì chờ hàng đẹp lên là xem, chứ đừng canh mấy hàng xấu xấu mà vô kêu phế liệu rồi nha anh em nha. À, phế liệu này cũng có giá lắm chứ không phải phế liệu rẻ đâu nha. Rồi đây một cái khung xe 8 bánh này, khung này anh em mua gì bán đó luôn ha. Đó, anh em mua sườn, bây giờ mua cái thùng bán cái thùng đó, em chơi ngồi ấy. Anh em mua cái thùng bán cái thùng ha. Đó, anh em mua cục máy bán cục máy luôn, cục này cục máy Kubota ha, nổ rồi, xe này hoạt động hết rồi nha anh em. Nhưng mà bánh thì Nhật nó tháo, nó làm gì, nó làm sô cô la ăn hết rồi. Còn cái gì ta, đây đúng rồi, bánh nó tháo làm sô cô la hết rồi, mỗi bên còn mỗi hai cái vành mâm thôi đó. Con này thì Kubota nha anh em, Kubota máy nằm giữa, con này FD18, số con này là 3 tiếng một dê, có nhanh chậm thành 6 tiếng 2 dê nha anh em. Đó, máy đã nổ rồi nha anh em, nổ số má đồ bao hoạt động hết đó, cầu số chạy hết nha, nhưng mà không có bánh, ben chưa xì sọt luôn đó. Hộp số này phải nói là to khủng bố luôn nha anh em, to khủng khiếp, to nhất trong phân khúc luôn á, thật sự luôn, rất là to. À, mấy cái cùi này nè ngon lắm nha anh em nha, chưa có bị xì sọt, chưa có bị rơ đồ đâu nha anh em nha. Đó, rất là ngon, chắc chắn lắm. Một cái bộ về nó nặng khoảng tầm 1 tấn 6 anh, tấn 6 tấn 7 gì đó, nếu mà không có bánh. À, không có bánh nặng lắm anh em đang tính tháo cái khúc này giục luôn nè, khúc này tháo giục ra luôn cho nó gọn nè, nhưng mà chưa kịp tháo nè. Đó. À, anh em nào mua thì thích không lấy khúc này thì giục ra đó, khúc bàn ngoài nè giục ra cho nó gọn, lấy từ khúc đó ra thôi, thích bỏ thùng bỏ bên lại cũng được luôn đó. Nguyên con này nếu mà anh em lấy hết con luôn anh bán cho anh em 28 triệu 500 nha. Đó, lấy nguyên con luôn, lấy tắc một tặc luôn, lấy hết luôn, em giao hết luôn 28 triệu 500 đó, chưa có phí ship đâu nha. Đó, anh em mua thì bỏ phí ship ra đó, mua về mua bánh gì đó gắn vô gắn. À, thùng này rất ngon nha, đó rất là ngon nha anh em. Con này thật sự em thấy cái đồng hồ nó chạy mới có 877 giờ thôi anh em, 877 giờ thôi, nhưng mà chắc bảo mày nắng mày mưa nhiều, bảo nắng mày mưa nhiều chuyển hướng đồ ngon, thắng con đồ chỉ khó rồi ngon hết, còn đầy đủ hơn, ghế còn da ngon lành luôn nè. Đó, giá chỉ có 28 triệu 500 thôi anh em. Nếu mà giờ tháo bộ ben với lại cục máy ra con phế liệu không cũng hơn 10 triệu rồi anh em, mà nó 1 tấn 6 luôn. Tấn 6 thì giờ giá thị trường giờ phế liệu nếu mà cần nguyên con này cũng đã 18 triệu, 17 18 triệu ha. Đó. Quá rẻ luôn, 28 triệu 500 thôi. Đó, anh em không lấy nào bỏ ra trừ tiền. Thích không lấy thùng thì bỏ thùng ra. Không lấy ben bỏ ben ra, không lấy này ra bỏ ra bớt cho nó nhẹ tiền cước cũng được. Đó. Mua gì bán đó nha. Rồi, ok. Anh em nào quan tâm thì liên hệ cho em. Số điện thoại phần mô tả nhé.